Chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là Long Mạch XSMB. Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cũng như gửi đến tất cả mọi người vị trí của dàn đề 20 số, lô khung 2 số cùng với những cầu lô, cầu đề siêu chuẩn và bất bại. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo hàng ngày từ thứ hai cho đến ngày chủ nhật. Quay trở lại với mọi người trên video của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ phân tích và chia sẻ gửi đến mọi người hai vị trí đường cầu giải đặc biệt cùng với dàn ba càng để chúng ta lựa chọn và tham khảo chơi trực tiếp dành cho ngày mai là thứ 6 của ngày 19 tháng 4. Thì buổi tối ngày hôm qua thì mình chia sẻ cho mọi người ở vị trí của cầu đề đúng không? Và cầu lô thì hơi bị tiếc một chút thì mình lại đăng nhầm cho mọi người cái vị trí video của ngày hôm qua mất rồi. Đó thì những cái ngày mà thật sự là những cái ngày mà mình chia sẻ chưa được để ý như vậy thì tất cả những anh em nào mà anh em theo dõi trên Facebook của mình, fanpage của mình nữa thì chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ chiến thắng được dành cho ngày hôm nay là vị trí của cặp lô 898 và vị chủ đề chạm 4 đúng không ạ? Như mọi người có thể nhìn thấy đây nhá, mình có thể là ví dụ cho mọi người và đưa ra cho mọi người các bước để chúng ta có thể là tìm đến fanpage của mình. Trên đây là trang Facebook khi mọi người vào Facebook nhá. Đó, khi mọi người vào Facebook này thì mọi người để ý cho mình vào cái phần ô tìm kiếm ở đây. Mọi người bấm cho mình ở phần ô tìm kiếm này và mọi người sẽ viết cho mình chữ sau: admin Long Thuyền Trưởng. Sau khi mọi người viết đầy đủ như mình ở đây, chúng ta bấm vào cho mình chữ tìm. Đó, thì sẽ xuất hiện ngay đầu tiên ở đây là fanpage của mình. Đó, thì chúng ta bấm vào này. Đó, thì đây, mình cũng đã chia sẻ cho mọi người, đây là video cầu dành cho ngày mai là ngày 19. Mình cũng đang đăng chụp cho mọi người là gần 30 phút trước rồi. Còn đối với đường cầu dành cho ngày 18 đây thì về vị trí của cặp song thủ lô thì hôm qua chúng ta chiến thắng được vị trí của 29 và 92 cả cặp. Thì ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cho mọi người đây. Đó, đây, anh em thể chú ý cho mình đây, phần cuối video đây. Đó, vẫn với công thức này thì chúng ta đã có cho mình ở đây là song thủ lô 898 đúng không? Thì đối với vị trí song thủ lô 898 thì chúng ta cũng chiến thắng ở ngày hôm nay là con số 98. Mặc dù là vị trí của 89 ngày hôm qua đã ra là hai nháy rồi, nhưng mình bắt cho mọi người là đây là cặp lô rơi mà. Còn đối với đường cầu đặc biệt đây, đó đây nhá, mình đang trải cho mọi người lúc 1 ngày trước rồi đây này. Đó, tức là khoảng độ tầm 8 giờ tối của ngày hôm qua mình đã chia sẻ cho mọi người rồi. Đây, còn vị trí của cầu đặc biệt đây, phân tích thì mình có đưa cho mọi người chạm đây, chạm 4 đây. Đó, chạm 48. Chạm 48 thì ngày hôm nay trả về đặc biệt chúng ta là con số 04, thì có phải là chúng ta chiến thắng cái vị trí chạm 4 đúng không? Đó, thì vậy là những anh em nào mà anh em chưa tìm được thì mọi người có thể là lên Facebook mọi người tìm ngay. Và những ai mà muốn tham gia nhận số kín hàng ngày thì anh em có thể là nhắn tin trực tiếp qua cho mình nhé. Ok, và điểm qua một chút đối với bảng kết quả mở thưởng của ngày đây, của ngày hôm nay thì ngoài cái xuất hiện của con số 04 cho giải đặc biệt thì ở vị trí lô 2 nháy thì chúng ta có đây là con số 46 này. Rồi, vị trí của lô 2 nháy tiếp theo thì ngày hôm nay xem còn con số nào nữa không. Vậy lô 2 nháy thì chúng ta chỉ có duy nhất là con số 46 thôi. Đối với lô kép thì có chúng ta là con số kép 44, con số kép 77. Ok, rồi, xem còn vị trí nào. Ok, hết rồi anh em ạ. Đối với lô rơi thì mình xem rằng là ngày hôm nay thì có chúng ta là bao nhiêu vị trí của lô rơi nhé. Thứ nhất là cặp 040 này, đúng chưa? Tiếp tục là cặp 050 này. Rồi, vị trí của cặp 090 3 cặp này, cặp 141 4 cặp này, cặp kép 2277 5 cặp này, cặp 343 6 cặp này. Rồi cặp 454 7 cặp này. Rồi cặp 696 vẫn tiếp tục ra 8 cặp này và cặp 898 9 cặp. Vẫn có chúng ta khá là nhiều đến với vị trí của lô rơi. Chúng ta cần phải chú ý cho mình cái vấn đề này. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thực sự là hội đồng số đang tập trung quá là nhiều luôn. Và đề thì thực chất ý, là cái vị trí chạm 0 thì cũng đã ra cách đây rồi, là cái ngày 16 của tháng 4 cũng đã trả với chúng ta. Đây là đặc biệt con số 50 thì cũng đã trả với chúng ta chạm 0 rồi đúng không ạ? Ok, và điểm lại cho mọi người một chút như vậy thì tiếp tục lối mạch cho mọi người đường cầu về đặc biệt để chúng ta lựa chọn và tham khảo chơi dành cho ngày mai. Thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số đường cầu như sau, cũng cứ khá là hay. Hơi bị tiếc một chút, buổi tối ngày hôm qua mình đăng cho mọi người nhầm video anh em ạ. Ok,
Thế mà mình chưa thấy anh em nào bình luận, anh em xem theo dõi được mà mình không thấy anh em nào bình luận xuống để mình có thể là sửa đổi ngay cho mọi người video. Rồi thì với vị trí đường cầu đầu tiên này thì mình sẽ gửi đến mọi người một cái sự kết hợp của vị giải 5 với vị giải 7 mọi người nhá. Trước hết thì chúng ta sẽ có cho mình ở đây, mình sẽ ghi cho mọi người khá là rõ đây đã, là cầu đề. Cầu đề này thì chúng ta sẽ lựa chọn là cầu đề theo ngày. Ngày mai chúng ta có là ngày 19 của tháng 4 năm 2024. Mình sẽ đánh số đây đường cầu thứ nhất nhé. Công thức thì chúng ta lấy cho mình này, bộ đầu tiên của giải 5. Ở đây chúng ta sẽ có là giải 5.1. Chúng ta kết hợp cho mình ở đây là vị trí của giải 7, thì chúng ta lấy cho mình là bộ đầu và bộ 2 của giải 7, thì chúng ta sẽ có là giải 7.1 và giải 7.2. Chúng ta sẽ đi lấy vị trí này. Giải 5, bộ đầu tiên của giải 5 chúng ta có là con số 9, con số 4 và con số 3. Chúng ta có 9 này, có 4 này và có 3. Kết hợp ở đây là giải 7.1. Đây là giải 7 này. Bộ đầu tiên của giải 7 chúng ta có cho mình ở đây là con số 6 và con số 9. Còn với bộ 2 giải 7 là bộ bên cạnh thì chúng ta có là 5 và 2. Và tương tự thì chúng ta lại kết hợp lại với nhau, thì chúng ta sẽ có được dàn đặc biệt cụ thể như sau. Rồi, thứ nhất, con số 9 kết hợp với 6 thì chúng ta sẽ có cho mình ở đây là cặp 969. Con số 9 kết hợp với 9 thì chúng ta có là kép 99 và 44. 9 với 5 chúng ta có 959. Rồi tương tự 9 với 2 chúng ta có cặp 929. Tiếp theo là con số 4 kết hợp thì chúng ta có ở đây là cặp 464, cặp 494, cặp 454 và cặp 424. Và cuối cùng là với cái sự kết hợp ở đây là con số 3 thì chúng ta có đây là 363, có 393, 353 và vị trí cặp 323. Rồi, trước hết thì về cái dàn tổng này chúng ta cứ lưu lại cho mình trước. Trong cái dàn tổng này thì mình cũng sẽ đưa ra cho mọi người là những cái dàn tối giản số hơn. Thì tối giản số hơn thì có thể là mình sẽ đưa cho mọi người là cái dàn khoảng 8 số nhá. 8 số hoặc là dàn 6 số thôi. Nhưng mà đối với dàn này thì mình khả năng thì mình sẽ triển khai cho mọi người ở dàn 8 số sẽ ok hơn anh em ạ. Và mình cũng chia sẻ cho mọi người ở nhiều video rồi, đó chính là mình không khẳng định là 8 cái số đó mình chia sẻ nó sẽ về. Tất nhiên nó có những cái phần trăm nó cao hơn, nhưng cao hơn ở đây có nghĩa là cao hơn những cặp số còn lại thôi. Chứ bản chất chúng ta đã loại trừ số đi rồi ấy, tối giản số đi rồi ấy, thì là phần trăm chiến thắng của chúng ta cũng sẽ bị giảm đi rồi. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải hình dung được ở đây và phải nắm bắt thật là rõ ở đây. Rồi, thì đối với vị trí của dàn kết 8 số nhá. Đó, dàn 8 số rút gọn. Theo góc độ của quan điểm cá nhân mình thì chúng ta có thể để ý cho mình ở đây. Ở vị trí của cặp 929 cũng có khả năng xảy ra tiếp tục. Rồi vị trí của cặp tiếp theo là cặp 464. Rồi, vị trí của cặp tiếp theo ở đây nó đây là cặp 363. Và một cặp nữa chúng ta có cho mình là 4, thì chúng ta có thể có cho mình ở đây là 424. Rồi. Còn về vị trí 3 càng, 3 càng thì cũng đã xảy ra chúng ta là càng vị trí của càng đầu ở đây là càng đầu 9 rồi. Thì chắc chắn một điều thì mình sẽ gửi cho mọi người cái hệ bóng của 9 thì chúng ta sẽ có cho mình ở đây là càng đầu 4. Đó. Cái 3 càng thì mình cũng không khuyến khích là anh em lên lựa chọn, bởi vì ai mà chúng ta căng vốn, chúng ta chơi được thì chúng ta chơi. Chứ còn ai mà ít vốn thì mình nghĩ là chúng ta không nên lựa chọn ở vị trí của 3 càng đâu. Bởi vì cái phần trăm chiến thắng của 3 càng thì như mọi người có thể biết rồi, là chúng ta không cần, không phải đơn giản hay là dễ dàng mà chiến thắng được. Đó, nên là chúng ta cứ bình tĩnh trước đã, cứ chắc chắn là đề trước đã, rồi triển khai 3 càng sau cũng chưa muộn. Ok, để trước hết mọi người lưu lại cho mình cái đường cầu này nhá. Sau khi mọi người đã lưu lại cho mình được cái vị trí đường cầu này rồi thì bây giờ thì mình sẽ
triển khai cho mọi người ở vị trí của đường cầu tiếp theo. Đối với vị trí đường cầu tiếp theo, ở vị trí đường cầu giải đặc biệt, thì mình cũng sẽ gửi mọi người một cái công thức cũng cực kỳ là hay. Mặc dù ngày hôm nay thì cũng đã trả về chúng ta là hoàn toàn rồi. Đây, mình có thể ví dụ cho mọi người nhé. Chúng ta sẽ lấy cho mình như sau. Bộ số thứ tư nằm trong giải tư. Đây là giải tư này. Bộ 1, bộ 2, bộ 3 và bộ 4. Đúng chưa? Chúng ta có đây là 6, 2, 4 và 0. Chúng ta kết hợp cho mình với hai con số đầu nằm trong bộ 6 giải 5 và hai con số đầu nằm trong bộ 5 giải 5. Thì đây chúng ta có 5, có 1, có 6 và có 4. Thì khi cái con số 4 ở đây này nó kết hợp lên cái hệ ở giải 4.4 này, có 6, có 2, có 4, có 0 này, thì có phải là 4 kết hợp với 0 ở đây thì chúng ta sẽ có là cặp 040, đúng không? Thì hoàn toàn trả về đó chính là giải đặc biệt của ngày hôm nay là con số 04. Và thì bây giờ mình sẽ áp dụng với vị trí công thức này vào bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay để nhận định dành cho ngày mai thì chúng ta sẽ có như thế nào. Trước hết chúng ta vẫn cần phải làm bắt ở đây đã, đó chính là vị trí của cầu đề. Và cầu đề cả hai đường cầu mình chia sẻ cho mọi người thì chúng ta cũng chỉ nhất quán cho mình là chơi một ngày duy nhất là ngày mai, ngày 19 của tháng 4 năm 2024. Lấy mình đã chia sẻ cho mọi người một đường cầu thì bây giờ đây chính là đường cầu thứ hai dành cho giải đặc biệt. Công thức thì lấy mình có chia sẻ cho mọi người qua một chút, đó chính là giải 4.4, tức là bộ thứ tư, đúng không? Bộ thứ tư trong giải tư. Kết hợp ở đây là giải 5.5, tức là bộ 5 trong giải 5, lấy cho mình là hai con số đầu. Và bộ 6 giải 5 chúng ta cũng lấy cho mình là hai con số đầu. Quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng đây. Đây giải tư này. Bộ 1, bộ 2, bộ 3 và bộ 4 chúng ta có là 9, 3 và 6. Có 9 này, có 3 và có 6. Chúng ta kết hợp ở đây là giải 5.5. Rồi, vị trí của giải 5.5, bộ 1 này, bộ 2 này, bộ 3, bộ 4 và bộ 5. Lấy hai con đầu ở đây chúng ta có 4 và 2. Và bên cạnh thì chúng ta có là bộ 6 của giải 5, chúng ta có hai con đầu ở đây là 7 và 2. Thì hai đây đã có một vị trí rồi, chúng ta lấy con số 7 nữa. Vậy cũng nó nếu mà kết hợp ấy thì nó cũng sẽ có trùng một vài cái cặp ở cái vị trí đường cầu đầu tiên. Thì quan điểm của mình thì mình vẫn sẽ viết cả ra trước để nếu mà tí những cái cặp số nào trùng thì lúc đó thì mình sẽ loại trừ đi. Đó, mình sẽ loại trừ đi để làm sao cho chúng ta có nghĩa là chúng ta cũng phải là đầy đủ nhất cái đã. Đó, đầy đủ nhất cái đã nhá. Ok. Rồi thì chúng ta sẽ có những cái sự kết hợp như sau. Giải đặc biệt ở đây này. 94 chúng ta có 949 này. 929 này, đó, chúng ta đã thấy trùng chưa? 979 này. 3 thì chúng ta có 343 này. 323 này, trùng chưa? 373 này, trùng nhiều đấy. 6 chúng ta có 646 này, trùng rồi này. 626, 676 đấy, thực chất về cái đường cầu này thì cũng không có quá là nhiều số ở đây. Nhưng nó lại trùng nhiều nữa. Đã ít số rồi lại trùng. Thứ nhất là 969 này, 949 này. Đó, 949 trùng mình gạch đi nhá. 929 cũng trùng này. 646 cũng trùng này. Đúng chưa? 323 cũng trùng này. Rồi. Đó, vậy chúng ta đã loại trừ đi được rất chi là nhiều số ở đây rồi. Chúng ta loại trừ đi được tới 4 cặp ở đây. Thì liệu rằng ngày mai chúng ta có thể sẽ xuất hiện trạm đề thì mình có thể đưa ra cho mọi người trạm đề cứng. Trạm đề cứng ngày mai thì mình đang thấy hai trạm đang nổi bật nhất ở đây. Đó chính là vị trí của trạm 3 và trạm 9. Là hai cái trạm khá là nổi bật. Ok, chúng ta có thể lưu lại cho mình hai cái trạm này. Hai trạm này thì dàn cho chúng ta có dao động khoảng độ tầm là 38 số, đúng không? Đó, dàn khoảng tầm 38 số cho anh em. Anh em có thể lưu lại cho mình. Ok. Tiếp tục, trong cái dàn này thì bây giờ nó ít số như vậy thì mình mới đưa ra cho mọi người được cái tứ thủ đề. Thì nếu mà cái dàn này nó báo chúng ta nó hay, nó báo cho chúng ta đẹp thì chúng ta mới có được tứ thủ đề tốt. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm mắt ở đây.
thì tứ thủ đề mình sẽ gửi cho mọi người những cặp số sau. Trong cái dàn 1, 2, 3, 4, 5 cặp còn lại này thì tứ thủ đề mình sẽ gửi cho mọi người. Rồi, đó chính là vị trí của cặp 6, 2, 6 và vị trí của cặp 6, 7, 6. Đây là vị trí của tứ thủ đề mình đưa ra cho anh em. Và ba càng thì ba càng ấy lấy ở cái đường cầu đầu tiên mình chia sẻ cho mọi người là cái càng 4 rồi đúng không? Thì bây giờ dàn ba càng của chúng ta sẽ có như sau: 426, 462, 467 và 476. Cái lĩnh vực này thì chúng ta chỉ lên tham khảo cho mình thôi. Đó, chứ chúng ta cũng không lên là quá mong đợi và quá tập trung vốn nhiều ở đây. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Ok. Rồi, anh em nào mà xa bờ, anh em nào mà cần cái sự hỗ trợ thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của mình. Thì số điện thoại thì mình đều ghi cho tất cả mọi người ở trên góc đỉnh bên tay trái theo hướng mà mọi người nhìn mình mỗi ngày rồi. Nên là chúng ta cứ liên hệ trực tiếp, nhắn tin hay là gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại cho mình đều được mọi người nhé. Ok. Và thời lượng của video cũng như hàng ngày thì mình cũng sẽ xin kết thúc ở tại đây. Chúc tất cả mọi người là buổi tối ngày hôm nay theo dõi video thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc tất cả mọi người ngày mai chiến thắng rực rỡ với tất cả những cái con số mà anh em lựa chọn, hay tất cả những cái con số mình đưa ra cũng vậy. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người trên video của buổi tối ngày mai. Chào tất cả anh em nhé.